Hội thứ 11 phần bố thí Ba La Mật Đa, tôi nghe như vậy, một thuở Đức Bạc Già Phạm cùng đông đủ 1.200 đại bí xô trú tại vườn cấp cô độc rừng Thệ Đa, nước Thất La Việt. Bấy giờ Thế Tôn hỏi Ngài Xá Lợi Tử: các bậc Đại Bồ Tát tu hành bố thí Ba La Mật Đa trải qua thời gian bao lâu mới được viên mãn? Ngài Xá Lợi Tử thưa Phật: bạch Thế Tôn, Phật là căn bản của chánh pháp vô thượng, Đức Phật là người dẫn đường, là chỗ nương tựa. Xin nguyện Thế Tôn tuyên thuyết khai thị cho chúng tỳ kheo được nghe và thọ trì theo. Đức Thế Tôn 3 lần khuyên bảo Xá Lợi Tử: ông nên nói rõ pháp bố thí Ba La Mật Đa cho các đại Bồ Tát. Được Phật ân cần khuyên bảo 3 lần, nương theo thần lực của Phật, Cụ Thọ Xá Lợi Tử đem pháp bố thí Ba La Mật Đa trao truyền dạy bảo cho các đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên duyên vào trí nhất thiết trí, dùng đại bi làm đầu để tu hành bố thí Ba La Mật Đa. Nếu Bồ Tát nào duyên vào trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu tu hành bố thí Ba La Mật Đa, thì đại Bồ Tát ấy có thể nhiếp thọ trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này các đại Bồ Tát, thà thực hành bố thí với tâm vô ký hoặc là không thực hành bố thí, chứ hoàn toàn không hồi hướng cho bậc nhị thừa. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát nên sợ địa vị thanh văn và độc giác. Bấy giờ Ngài Mãn Từ Tử hỏi Cụ Thọ Xá Lợi Tử: do nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát sợ địa vị thanh văn và độc giác? Xá Lợi Tử đáp: không nên cho rằng các đại Bồ Tát cùng với trí nhất thiết đồng đẳng với nhị thừa, thế nên tôi sợ hãi. Ngài Mãn Từ Tử lại hỏi Cụ Thọ Xá Lợi Tử: các đại Bồ Tát và các thanh văn thực hành bố thí sai khác thế nào? Xá Lợi Tử đáp: thanh văn thực hành bố thí để hồi hướng đến quả vị Niết Bàn A-la-hán, còn Bồ Tát thực hành bố thí để hồi hướng về Bồ Đề trí nhất thiết trí, đó là sự sai khác. Lại nữa, này Mãn Từ Tử, thế như có 2 người cùng thực hành bố thí, một người duyên vào ngôi vua và cầu quả thù thắng, người ấy khi thực hành bố thí nghĩ như vậy: mong sao do việc làm này mà ta được lên ngôi quốc vương, thống lãnh 8 phương đều được tự tại. Như lời nguyện, về sau người này được làm vua cai trị thế gian tự tại an lạc. Người còn lại duyên vào địa vị cận thần mà cầu quả thù thắng, người ấy khi thực hành bố thí nghĩ như vậy: mong rằng ta nhờ việc này mà làm quan đại thần, được nhà vua yêu chuộng, giao cho sứ mệnh sai xử người dưới quyền, vua muốn gì đều có thể làm vừa ý. Do ước nguyện này nên người ấy không làm vua. Tuy 2 người này đều thực hành bố thí, nhưng theo sự mong cầu mà kết quả có sự hơn kém. Bồ Tát thanh văn thực hành bố thí cũng như vậy. Nghĩa là khi thực hành bố thí, các Bồ Tát lấy tâm đại bi làm đầu, nương vào trí nhất thiết trí, đem sự tu hành của mình cùng các hữu tình đồng hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, do đây đắc trí nhất thiết trí. Còn chúng thanh văn khi thực hành bố thí thì duyên vào quả thanh văn, mong cầu giải thoát cho mình, không cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát và thanh văn tuy cùng thực hành bố thí, nhưng tùy theo ý nguyện mà đạt được kết quả hơn kém. Một bên bố thí mà đắc trí nhất thiết trí, một bên bố thí mà đạt được quả thanh văn, đó là sự sai khác. Lại nữa, này Mãn Từ Tử, thí như có người tu hành bố thí, cầu được làm trưởng giả hoặc làm cư sĩ. Lại có người tu hành bố thí, nguyện làm tôi tớ cho trưởng giả, cư sĩ. Do đây nên biết, Bồ Tát thanh văn thực hành bố thí, ý nguyện có hơn kém, cũng như vậy. Mãn Từ Tử khen ngợi Xá Lợi Tử: lời thí dụ của tôn giả thật là hiếm có, khéo léo chỉ rõ 2 sự sai khác của việc bố thí. Tôi cũng sẽ nói đến 2 thí dụ của sự bố thí. Ví như có người đem 100.000 châu báu đến nhà người giàu có nổi tiếng và nói: tôi đem những vật báu này dâng Ngài, cú xin Ngài hãy nhận tôi làm kẻ tôi tớ thân thuộc, tất cả mọi việc tôi đều hoàn tất. Các chúng thanh văn thực hành bố thí cũng như vậy, chỉ xin làm đệ tử thân cận của Như Lai. Bồ Tát thì không phải vậy, đó là sự sai khác. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, giả sử có người con gái từ bỏ sự khoái lạc ở cung vua, lén đem theo 100.000 châu báu đến nhà trưởng giả hoặc nhà chủ buôn mà nói: "Nay tôi xin dâng ông những châu báu này, xin ông thương nhận tôi làm vợ, trọn đời nguyện xin phục vụ, không làm trái ý." Như vậy thanh văn tu hành bố thí chỉ muốn cầu làm đệ tử Như Lai. Bồ Tát thì không phải vậy, đó là sự sai khác. Xá Lợi Tử khen ngợi Mãn Từ Tử: "Ngài thật khéo léo biện thuyết về hai thí dụ bố thí, thật hiếm có thay." Nghĩa là các thanh văn không có phương tiện thiện xảo nên thực hành bố thí chỉ đạt được quả thanh văn. Còn các bậc Bồ Tát có phương tiện thiện xảo nên khi thực hành bố thí giúp đỡ tất cả hữu tình đắc được trí nhất thiết. Này Mãn Từ Tử, Đại Bồ Tát nào muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì ngay trong tất cả hạnh, trước tiên phải thực hành bố thí và nghĩ như vậy: sự nghiệp bố thí của ta hôm nay xin ban bố cho chúng sanh khắp trong thế giới mười phương, giúp cho họ vĩnh viễn giải thoát khỏi đường ác sanh tử. Nguyện cho những người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì mau chóng phát tâm, những người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì mãi mãi không thối lui, những ai không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì giúp cho họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát tư duy ngoại cảnh nhưng chẳng lìa nội tâm, giữ gìn các căn lành, làm cho nó dần dần tăng trưởng. Các vị Bồ Tát này từng giờ nhiếp thọ căn lành, gìn giữ không để thối lui. Các vị Bồ Tát này từng lúc đến gần trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ đắc trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng lúc căn lành đều viên mãn, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Lại nữa, này Mãn Từ Tử, các đại Bồ Tát tu hành bố thí suy nghĩ, mong sao cho tất cả hữu tình đều nhận được những vật thực, thức ăn, nước uống vân vân của ta bố thí. Những hữu tình nào đã nhận được vật thực, thức ăn, nước uống vân vân của ta bố thí, tùy theo sự cần dùng nhiều ít rồi thì phần còn lại bố thí cho các hữu tình khác. Các hữu tình này lại cũng lượng xem mình cần dùng bao nhiêu, còn dư lại đem cho các hữu tình khác nữa. Như vậy lần lượt tất cả cõi hữu tình đều nhận được phẩm vật của ta bố thí. Do nhân duyên bố thí này, ta sẽ nhiếp thọ căn lành không có ngần mé. Ta lại bố thí vô lượng căn lành này cho các hữu tình khắp cả mười phương, làm cho tất cả đều giải thoát khỏi đường ác sanh tử. Người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ nhanh chóng phát tâm. Người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giúp cho họ mãi mãi không thối lui. Nếu người nào đã không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì làm cho họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ nhiếp thọ căn lành, lần lượt làm cho tăng trưởng. Các vị Bồ Tát này từng lúc nhiếp thọ tất cả ba la mật đa. Các vị Bồ Tát này từng giờ nhiếp thọ tất cả ba la mật đa. Các vị Bồ Tát này từng lúc tiến gần đến trí nhất thiết trí. Nên biết các Bồ Tát này đã phương tiện thiện xảo, tuy bố thí một ít vật dụng nhưng đạt được căn lành bố thí vô lượng. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì do tâm và cảnh bố thí không phân giới hạn, hồi hướng chứng đắc trí nhất thiết. Lại nữa, này Mãn Từ Tử, các đại Bồ Tát tu hành bố thí thường phát khởi tâm như vậy: ta bố thí căn lành chẳng cần nhận lấy quả báo nào khác, chỉ cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nguyện làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận vị lai. Như vậy chỉ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mới gọi là bố thí ba la mật đa, làm cho tất cả ba la mật đa đều được viên mãn. Nếu không có tâm duyên vào trí nhất thiết, hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì dù thực hành bố thí nhưng chẳng phải là bố thí ba la mật đa, cũng không thể làm cho sự tu tập ba la mật đa khác được đầy đủ trọn vẹn, cũng không thể đắc trí nhất thiết trí. Này Mãn Từ Tử, dù các đại Bồ Tát bố thí ít, nhưng nếu hay hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên biết đại Bồ Tát ấy đã bố thí số lượng rất lớn, nhất định sẽ chứng được trí nhất thiết. Các đại Bồ Tát dù bố thí nhiều, nhưng nếu chẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên biết đại Bồ Tát này bố thí với số lượng rất ít, không thể chứng đắc trí nhất thiết. Này mãn từ từ, nếu Đại Bồ Tát tu hành bố thí mà không phát khởi tâm hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không duyên vào trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này dù có thực hành bố thí nhưng chẳng phải là bố thí ba la mật đa, chỉ có thể nhận lấy sanh tử chứ không đắc được trí nhất thiết. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bố thí hay phát khởi tâm hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng duyên vào trí nhất thiết trí, thì sự thực hành bố thí của Đại Bồ Tát như vậy mới gọi là bố thí ba la mật đa, không nhận sanh tử mà đắc được trí nhất thiết. Lại nữa, nề mãn từ từ, Đại Bồ Tát nào thực hành bố thí mà không chấp trước, thì dù có hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không chấp trước, dù có duyên vào trí nhất thiết trí cũng không chấp trước. Đây là bậc Đại Bồ Tát vận dụng phương tiện thiện xảo, tu hành bố thí ba la mật đa, mau chóng được viên mãn, cũng làm cho tất cả ba la mật đa rốt ráo viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Mãn từ từ hỏi Xá Lợi Tử: Thưa tôn giả nói được giáo pháp quan trọng này là nhờ tài hùng biện hay do nương vào thần lực của Phật? Xá Lợi Tử đáp: Tôi nương vào thần lực của Phật mà nói được pháp yếu, chứ chẳng phải do tài biện bác của tôi. Xá Lợi Tử lại nói với cụ thọ Mãn Từ Tử: Giả sử tất cả hữu tình trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương, vì muốn chứng quả A-la-hán nên đã trải qua hàng hà sa số đại kiếp, bố thí tài vật cho vô lượng vô số phàm phu, hoặc cúng dường cho vô lượng vô số thanh văn, hoặc cho vô lượng vô số độc giác, thì những hữu tình này được vô lượng vô số phước đức không thể nghĩ bàn. Có Đại Bồ Tát duyên vào sự bố thí này nghĩ: Ta rất tùy hỷ với phước đức mà những hữu tình kia có được. Đại Bồ Tát này tùy hỷ đem những căn lành có được do thực hành việc phước nghiệp bố thí cho những hữu tình trong mười phương, mong cho những hữu tình ấy vĩnh viễn giải thoát khỏi đường ác sanh tử. Những người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giúp họ nhanh chóng phát tâm, người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì khiến cho họ vĩnh viễn không thối lui. Nếu người nào không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì khiến họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này nhờ sự tùy hỷ hồi hướng căn lành này mà trí nhất thiết trí mau được viên mãn. Bậc Đại Bồ Tát có tâm tùy hỷ hồi hướng căn lành đối với phước đức bố thí của các hữu tình trước, thì được phước đức thù thắng gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Tâm tùy hỷ hồi hướng của Bồ Tát này siêu vượt hơn hẳn việc phước đức hành bố thí của các hữu tình trên thế gian. Đây gọi là Bồ Tát khéo dùng phương tiện thiện xảo, mặc dù dụng công ít nhưng phước đức thì vô lượng. Này Mãn Từ Tử, giả sử tất cả hữu tình trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương, trụ trong hằng hà sa số đại kiếp, thường cúng dường vô lượng vô biên phẩm vật cho chư Phật và bí xô tăng, nhờ duyên này những hữu tình kia đạt được vô lượng phước đức. Đại Bồ Tát nào duyên vào phước đức trên, thâm tâm tùy hỷ và nghĩ các loài hữu tình trong thế giới mười phương hay cung kính cúng dường ruộng phước đức chân tịnh, thân tâm không biết mỏi mệt, rồi khen ngợi: lành thay, ta rất tùy hỷ với phước đức này, thì vị Đại Bồ Tát này phát sanh phước đức là do tâm tùy hỷ. Đối với tất cả hữu tình trong thế giới mười phương cúng dường Đức Phật và Tăng, thì công đức của Bồ Tát gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần. Như vậy, tâm tùy hỷ của Bồ Tát siêu vượt hơn phước đức hành bố thí của thế gian. Như ánh sáng của lửa, thuốc súng và châu báu trong bốn châu, dù có thể chiếu sáng nhưng tất cả đều bị mờ khuất dưới ánh sáng của mặt trăng. Như vậy, phước đức thực hành bố thí của hữu tình trong mười phương, dù vô lượng vô biên nhưng cũng bị căn lành do tâm tùy hỷ của Bồ Tát làm lu mờ. Thì như ánh sáng ở trong bốn châu đều bị ánh sáng mặt trời che khuất, như vậy phước đức thực hành bố thí của các hữu tình trong mười phương đều bị căn lành tùy hỷ của Bồ Tát lấn áp. Này Mãn Từ Tử, như trăm ngàn ngọc, ca già mạt ni, một loại thủy tinh để chung một nơi, dù có phát ra ánh sáng đủ màu, nhưng khi đem một viên ngọc báu lưu ly đặt trên đống báu kia thì tất cả màu sắc ánh sáng của ngọc ca già mạt ni đều bị lu mờ. Như vậy các hữu tình trong mười phương, dù trụ vô lượng hằng hà sa số kiếp, thường dùng những loại âm nhạc vi diệu bố thí cho hữu tình hay cúng dường Phật và Tăng, nhưng so với phước đức của một vị Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ, thì công đức của Bồ Tát hơn hẳn phước đức của hữu tình ấy gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần. Lại nữa, này Mãn Tử Tử, như khi trăm ngàn con ngựa thường thế giam tập trung lại một nơi, rồi dẫn ngựa báu của Chuyển Luân Vương vào trong đám ngựa ấy, thì nó sẽ làm oai lực của đám ngựa kia mất cả. Như vậy, các loài hữu tình trong mười phương, dù trụ vô lượng hằng hà sa số kiếp tu hành bố thí, tích tập căn lành, nhưng so với một vị Bồ Tát khởi tâm sâu xa tùy hỷ, thì công đức của Bồ Tát so với thiện căn kia gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Như vậy, tâm tùy hỷ của Bồ Tát che khuất tóm thâu phước nghiệp việc bố thí của các loài hữu tình trên thế gian. Thế nên muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát phải thường tùy hỷ sâu sắc đối với công đức của các hữu tình đã tạo. Lại nữa, này Mãn Tử Tử, các đại Bồ Tát nên đem việc phước nghiệp tương ưng với tâm tùy hỷ bố thí cho tất cả hữu tình trong thế giới khắp mười phương, và nguyện cho tất cả hữu tình trong mười phương ấy đều vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trong đường ác. Đối với những người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ nhanh chóng phát tâm, người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giúp cho họ mãi mãi không thối lui. Đối với những người không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì giúp họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ xả các căn lành bố thí cho các loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từng lúc càng thân cận trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ không chấp vào căn lành của mình có được. Các vị Bồ Tát này từng lúc thường đem các căn lành hồi hướng bố thí lại cho các hữu tình, nguyện cho họ xa lìa đường khổ, được an vui mãi mãi. Các vị Bồ Tát này từng giờ xả bỏ căn lành của mình, bố thí cho các loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từng lúc dù không tu tập tư lương Bồ Đề, nhưng hay gần gũi trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ chẳng chấp vào căn lành của mình có được và bố thí cho tất cả hữu tình trong thế giới mười phương, nguyện cho họ đều xa lìa khổ đau và an vui vĩnh viễn. Các vị Bồ Tát này từng lúc căn lành tăng trưởng, thân cận với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ không chấp căn lành của mình có được. Các vị Bồ Tát này từng lúc thâu nhận vô lượng căn lành thù thắng. Vì sao? Này Mãn Tử Tử, vì các đại Bồ Tát này không phân chia tâm cảnh, chỉ hồi hướng chứng đắc trí nhất thiết mà thôi. Như vậy, Bồ Tát đem tâm tùy hỷ tương ưng với phương tiện thiện xảo. Tuy đem tâm tùy hỷ để dẫn các thiện căn bố thí lại cho hữu tình, nhưng hoàn toàn không chấp trước vào căn lành và hữu tình. Dù nguyện cho hữu tình được thoát khỏi đường ác và nỗi khổ sanh tử, nhưng hoàn toàn không vướng mắc vào đường ác và nỗi khổ sanh tử. Dù nguyện cứu độ các loài hữu tình khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng hoàn toàn không vướng mắc vào việc phát tâm. Tuy nguyện giáo hóa các loài hữu tình khiến họ vĩnh viễn không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng hoàn toàn không chấp trước vào địa vị này. Tuy nguyện giúp đỡ các loài hữu tình mau chóng viên mãn Bồ Tát hạnh, sớm chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng không chấp trước vào địa vị này. Tuy nguyện tự thân chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng cũng không chấp trước vào trí này. Bồ Tát không có tà kiến chấp trước, nên biết đây là phương tiện thiện xảo. Như vậy, Bồ Tát tâm tùy hỷ cùng với hồi hướng đều là năng lực phương tiện thiện xảo, khéo hộ trì các chúng đại Bồ Tát khác, làm cho họ nhận được lợi ích an lạc thù thắng và tự nhiếp thọ trí nhất thiết trí, mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Mãn Tử Tử, giả sử tất cả hữu tình trong thế giới mười phương, trụ hằng hà sa số đại kiếp, thường đem các đồ thượng diệu dâng cúng cho chư Phật và bí xô tăng, thì công đức cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, tu tập các việc phước nghiệp, không bằng công đức một vị Bồ Tát dâng một bát cơm cúng Phật và tăng. Phước của Bồ Tát hơn trăm lần, ngàn lần cho đến gấp vô số lần. Vì sao? Vì Bồ Tát này không thấy người bố thí, người nhận bố thí và vật bố thí. Mặc dù Bồ Tát quán thấy bản tánh các pháp đều không, nhưng khi thực hành bố thí thường không xa lìa hồi hướng phát nguyện. Nghĩa là Bồ Tát đem phước bố thí này cùng các hữu tình hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nguyện đồng chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì thế, khi Bồ Tát thực hành bố thí, thì được phước đức gấp trăm ngàn lần, cho đến gấp vô số lần phước đức hành bố thí của các hữu tình. Nhờ vậy, Bồ Tát nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, đem lợi ích an vui cho tất cả các loài hữu tình. Lại nữa, này Mãn Từ Từ, khi tu hành bố thí, các đại Bồ Tát phải phát khởi tâm nguyện, ta xả bỏ những tài vật này. Nếu được các căn lành thù thắng nào đều ban bố cho các loài hữu tình khắp mười phương, và nguyện cho những ai đang ở địa ngục mau thoát khỏi địa ngục, ai đọa vào bảng xanh thì mau thoát khỏi bảng xanh, kẻ đọa trong loài ngạ quỷ thì chóng xa lìa ngạ quỷ. Trong loài trời người mà có buồn khổ, nguyện cho các buồn khổ của họ đều được chấm dứt, những vị chán ghét sanh tử chóng ra khỏi ba cõi. Vô lượng vô biên các loài hữu tình ở mười phương, người nào chưa phát tâm vô thượng Bồ Đà thì làm cho họ mau phát tâm, người nào đã phát tâm vô thượng Bồ Đà thì khiến cho họ mãi mãi không thối lui, người nào không còn thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì làm cho họ nhanh chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị Bồ Tát này từng giờ xả bỏ các căn lành bố thí cho loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từng lúc nhiếp thọ bố thí Ba La Mật Đa. Các vị Bồ Tát này từng giờ nhiếp thọ bố thí Ba La Mật Đa. Các vị Bồ Tát này từng lúc tăng trưởng tất cả Ba La Mật Đa. Các vị Bồ Tát này từng giờ tăng trưởng tất cả Ba La Mật Đa. Các vị Bồ Tát này từng lúc gìn giữ vô lượng căn lành thù thắng. Các vị Bồ Tát này từng giờ gìn giữ vô lượng căn lành thù thắng. Các vị Bồ Tát này từng lúc dần dần thân cận trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát khéo dùng phương tiện thiện xảo, tuy dụng công ít nhưng được phước đức rất nhiều. Thế nên, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, Bồ Tát phải thường siêng năng tu tập phương tiện thiện xảo. Lại nữa, này Mãn Từ Từ, các vị Bồ Tát này từng giờ không chấp trước các căn lành của mình có được. Các Bồ Tát này từng lúc giữ nhận vô lượng vô biên căn lành. Vì sao? Vì các Bồ Tát muốn dùng